Có 3 tuần rồi. Bạn nghe đi chứ con. Nghe đi. Rồi, 3 tuần. Đừng bày cồn, đừng bày cồn gì. Cồn mang cái ấy. Phết, phết. Bởi vì trâu miên miên ai một này mà. Mà thăm phê gì. Mặt, mặt đồ. Từ ra, từ ra. Rèm. Thôi thôi. Thôi sao rồi? Thôi sao rồi?